lọc bỏ ánh trăng kè và bạn tất cả các loài cánh chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh sang tại. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Toàn làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ lãnh cũng rất là ok.